84 à. Như hộp dầu. Kubota. Này dòng chậm tua. Nó chạy dầu không không là nó mà dầu nó ra khúc rồi đâu chạy được. Không. 84 anh Đạt. 86. 86 à. Nhiều quay mấy con mấy cỏ quá nè. Có mấy số miên luôn đó. Mình xuống Thái. Mới xuống rồi. Ừ, em mới lấy 100 đồng vậy. À, xe hả? Về một phần thì mình cắt ra, nào bán được bán, còn bán được bán phế liệu. Mình cũng bán anh ơi. Gã đồ món hả? Ừ. Con có 4-5 triệu bạc. Cái gì? Thiệt má. Mới cài hả? Đó, con. Hai con đó có 10 triệu. Trời ơi, rẻ gì? Mua sắc dụng mà. Bán tụi con đi về tôi làm clip ha. Chia mà, lại con. Đó lại con 20 triệu. Lời có nhiêu đâu. Ít quá ha. Lời có 1 phân hả? Phân nữa. Đâu vậy? 5 triệu mà bán 20 triệu lời 15 triệu đó. Nếu lên châu vậy à. Châu. Máy này xài xài tết. Má đợi. Bơm gì đâu chạy. Bơm tết. Cái ghê đó. Tám mươi sáu nha các bạn. Đó. Con này giờ tầm nhiêu anh Đạt? Không gần nữa. Chưa báo giá. Thắng mới thấy chạy chảnh kìa. Đi đâu? Đi lượng hôm nãy giờ đó. Nãy giờ đi xe lượng hôm cái đầu, nó mới đi ra dưới. Thấy nó chạy về dưới á. Ừ, mà ông xuống đây đứng dưới đây là nó uống lượng không á. Ờ vậy đó hả? Ừ, nó ma quỷ gì đâu chứ người ta. Đợt nó đụng máu, không lấy thị trường, mang kinh tế vô, vào vô, lập, nó lấy đụng máu, mấy anh không có ra đơn, nó từ từ không có đơn, có đôi máy về, cuối cùng xem trả lại. Còn, nhiều giỏi lắm, nó phiên khỏi đâu, nó phiên 2 cái, phiên bà nổi, nó nguyên ngày. Lập cái mà nó đâu dính nó nữa đâu. Mẹ, chết là gì? Không, dính nóng anh. Dính chóng rồi, dính chóng rồi. Buông lấy tay á. Rồi, xe đi. Kéo đầu ra. Tớ cọ phải nghe. Lăn giống rồi, nó nhảy cái đó. Rồi. 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 Qua đủ.
thì dặn lại đâu có gì đâu. Đâu ông mưa đem giờ ông mấy chìa khóa ông dặn cái nắp heo lại qua vỡ rộn đầy cái máy này rồi. Cái gì khóa dặn cái gì? Mấy miếng mực á. Đâu? Đây là hết pin này, về cho em cái này. Vô đề con 4T816. Dạ, nó gì? Vô dầu đầy luôn. Nè, xách đi. Không có con tay nặng. Vòng qua cái lần xong rồi. Nè, con ốc ở đây nè, có đâu? Đâu vậy anh? Có không? Ở bên này. Đây kìa anh. Nè. Ốc cánh gà tự động đó. Chạy chảnh anh Phương. Ừ. Chạy chảnh đi. Đâu? Lên chỗ xe nó qua con bến mà tới rồi. Ba chổng chổng bánh trời luôn hả? Đủ, nó ấm giò luôn chứ không có chổng. Ra lớn. Đó nó bị xuống nước đồ đâu ông đó là máy không? Bạc vô tải đồ nó mới hạ. Nếu ông bên này nhìn. Nhả ra nó xuống rồi. Nó buông ra nó phải phằng phằng vậy đó. Con heo luôn, bộ ra tự động nó. Qua bên này nè mập, qua này đứng nè mập. Mập. Em nói thiệt chứ mập. Ở dưới á, nếu mà đúng qua đây đứng nè. Yeah. Qua đây đứng nè. Cái máy 4T mà đề lên mà nó không thông tin 3 là đủ. Ta lấy đâu đấy. Không mua đó. Rồi ủ má máy mà rửa cũng đéo mua nữa đó. Chế ác gì đó. Mệt mỏi da gà đang thui á. Cái con cạc chết tụ má đây tao lùn nhất mà nói tao chết hả? Còn người tự sư sáng à.
má họ đâu qua tao mét nó nữa nè. Ca bài ca đủ. Đó. Chơi. Mày lỡ xe vậy đó hả? Mày lỡ xe. Mày coi với tao đi. Ngồi nhà mày ăn mày ngủ không à? Ừ. Mập thay. Dòng này 18 triệu nha các bạn. Suzuki. Suzuki 74. Tám triệu rồi rẻ nha các bạn. Mấy cái dòng này xài nó không có ngon bằng mấy cái dòng đời mới. Bảy ra ngoài lộ à? Dạ. Bảy là tại tiệm xe máy chứ mà. Còn ngoài đi tiệm xe Honda là xì bột. Đi xe Honda đó chở ba tên bạn mượn chỗ, anh mượn chỗ. Vô trong mới được lẽ ở đi xe tải mà đi vô trong bỏ qua bỏ lại á. Ừ. Gì? Xác nó bơm trộn. Quay làm gì cái hoài vậy? À. Quay làm gì cái hoài vậy? Quay để máy chơi. Ông này ông rảnh nè. Đâu phải dễ kiếm 4T84 này quay đâu trời. Trơn rồi đó. Gió mà chạy sao mà 80 km/h giờ đó. Để lại coi. Đạp lên. Đạp lên liền em đó luôn anh Quỳnh. Tám mươi sáu nha các bạn, nổ rất là quy lực. Dòng 4T này đời mới này rất là mạnh nha, mạnh với đời tua nó lẹ lắm, trên 3,000 vòng các bạn, 3,000 vòng chính thức. Giá mình chưa biết nha các bạn, chưa biết bán máy này nhiều. T86 này giá 29 gần 30 triệu vậy nha các bạn. Hơi tối. Trời bị mưa, trong này nó không có cái đèn, nó hơi tối. Bắt led luôn. Đây, sáng rồi đó. Hơn 930 triệu vậy các bạn. Này nó xài tết nha. Cái bộ heo mà nó làm vuông vậy là nó xài tết. Tết là nó có mấy cái khe đó, cái khe bơm á, không phải là nó xài dạng bếp bơm như mấy máy đời cũ.
cái đời này chậm dòng nha các bạn. Kubota nhưng mà nó chậm dòng, chạy chậm lắm nhưng mà nó được cái mạnh. Thì nó có số Sigi. Dòng tua của nó bao nhiêu mình không biết, như hổm test thử thì nó chậm lắm. Chậm thì nó chạy vỏ rồi nó mạnh, hoặc là đập vô máy cài rồi đó. Nó mạnh. Thì Suki rồi có mấy cái máy phát điện. Máy này 6 máy, Isuzu rồi 6 máy rồi các bạn. Trên 100 mã lực, cỡ 200, 150, 200. Đây hết xu nha các bạn, đây nó xe đã hết xu, 4 máy, nồng trên 90 nha, 95, 100 gì đó.